Vâng, và tiếp theo chương trình thì xin được kính mời phần trình diễn đến từ bạn Phạm Huỳnh Xuân Nhi với bài Nhật ký của mẹ. Xin mời bạn Mai Anh chuẩn bị. Con xin chào khán giả, con tên Phạm Huỳnh Xuân Nhi. Năm nay con 8 tuổi, con xin làm bài Nhật ký của mẹ. Rồi, một tràng pháo tay dành cho bạn Xuân Nhi.